Xin chào bạn vị, hôm nay thì mình sẽ làm một trong những series hoàn toàn mới, đó gọi là reaction video của các reviewer khác. Thì sau video đầu tiên này thì mình lựa chọn đó là Tony Phương. Còn các video sau các bạn muốn reaction video các YouTuber nào, cụ thể là video nào các bạn hãy comment ngay bên dưới. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay. Thì hôm qua là mùng 1 tháng 4, nay mùng 2 tháng 4 mình sẽ làm video đó là loa hơn 500k vừa đẹp vừa hay đi Vum Espresso. Đầu tiên tôi sẽ like cho Tony Phùng nghe đã. Rồi. Ôi, này vừa vào đã nghe nhạc của Sơn Tùng không sợ bản quyền à? Nhảy không đỉnh rồi, các bạn nhìn tôi nhảy đây này. Quạt quạt. Vocaloid, ông này ông có làm lỗi phông ạ. Chữ quyến rũ này không có phông tiếng Việt, nó tạo thành cái ô vuông chán này, đi tờ vãi luôn, thất vọng. Mình đây là đuổi việc đây rồi, mình mới cho các bạn nghe thử một đoạn âm thanh được phát ra từ một cái loa nhỏ xíu như thế này à. Quay lại còn ao nét cái loa, nhìn thấy mỗi cái hàm răng của Tony Phùng à. Đây là Divum Espresso, một cái tên có thể nói rằng mình tin là sẽ lạ lẫm với nhiều người, nhưng khi nhắc đến Divum đây chứ gì, tiện với sự cute, vẻ đẹp, đặc biệt hơn nữa là mức giá của nó vô cùng cao. Ví dụ như trước đây mình có một cái loa 6W đâu đó giá tầm 1 triệu mấy, nhưng chuẩn bị quảng cáo, đến cái đoạn nhưng là chuẩn bị quảng cáo, tôi thề các bạn chuẩn bị quảng cáo này. Nói sale tại Hòa Mobile trong vòng 5 ngày từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 5 tháng 4 với mức giá chỉ còn là 590.000 mà thôi. Cái thằng này chi trả không, mồm nó nói 590.000 nhưng banner nó hiển thị là 540.000. Rốt cuộc là bao tiền? Thế thì các bạn hãy truy cập ngay vào link mô tả bên dưới, bởi vì Tony Phùng đã bảo như thế mà. Thì xem video của mình các bạn cũng cứ truy cập vào link bên dưới, sẽ thấy ngay link của Hoàng Hào Mobile đang sale con này. Cảm ơn Tony Phùng nhá. Và thật sự với 590.000 để sở hữu cho mình một cái loa vừa đẹp vừa nhỏ vừa đẹp, gọn, nghe vừa hay lại còn nhiều tính năng. Nghe vừa hay lại còn nhiều tính năng hả? Ông nói tiếp cho tôi xem nào. Cho video ngày hôm nay nhá. Vừa 4 cái thôi. Intro. 4 cô cái. Tờ rưng. Tờ rưng. Yeah, bling. Là nhìn vào cái loa này mình thấy nó giống một cái món đồ trang sức hơn là một cái loa để các bạn mang đi mang lại. Giống đồ trang sức rồi. Quạt. Thì các bạn sẽ có một cái món đồ rất là hay. Đây, chúng ta sẽ được tặng kèm một cái móc đeo như này này. Các bạn có thể đeo vào cái loa. Cái dây này có thể đuôi vào bèo hả? Cái gì? Tại vì nó quá đẹp luôn. Đối với cái góc nhìn của mình nó thực sự rất là đẹp. Đúng. Cái này thực sự chia sẻ với mọi người là mình đã có rồi. Hồi Tết là mình có được tặng là một món quà lưu niệm. Thì cái loa này phải nói công nhận là thiết kế của nó rất đẹp, trông nó rất là cổ điển. Nút bấm các thứ nhìn nói chung là cưng dã man luôn. Và nếu như các bạn không biết thì cái công suất của cái loa này vào khoảng tầm 4W. Đấy, nhưng mà điểm yếu con này công suất 4W. Con này loa nghe nó thực sự các bạn. Trong tầm giá tiền này các bạn sẽ có rất nhiều option những cái chiếc loa khác nghe hay hơn, nghe to hơn. Thì rõ ràng cái loa này nó là một cái dụng cụ gì đấy quá hay khi các bạn mà cần phải đi ra ngoài, như là đi du lịch này hay là đi công tác cái thứ gì đó chẳng hạn. Nhưng mà đi du lịch hoặc đi công tác ấy thì cái loa này sẽ không phải là đem ra chỗ đông người đâu. Bởi vì là loa này chỉ cần đem ra ngoài trời ấy, giống như kiểu người ta đang thì thầm nói chuyện với các bạn ấy, chứ không phải là kiểu là đang mở cho tất cả mọi người cùng nghe đâu. Đúng, mua hai cái để hai bên. Nó nhỏ như vậy thôi, nhưng nó vẫn mang lại đầy đủ những cái giải âm với một trải nghiệm khá là tốt. Nó không có cái loa sub, tức là cái loa tạo âm bass. Đấy, thì con này không có loa sub, thành ra bass con này gần như là không có. Nên các bạn chủ yếu nghe, gọi là nghe cho hay, gọi là nghe to thôi kiểu. Chứ còn chất âm thì thôi. Chất âm không phải là cái thứ gì đấy mà các bạn có thể gọi là kỳ vọng quá nhiều. Đấy, Tony Phùng cũng nói đi nói lại là chất âm là không thể kỳ vọng con này được. Có bố mẹ mà hay đi gọi là tập thể dục vào buổi sáng á, thì đây cũng là một bố mẹ đi tập thể dục vào buổi sáng á. Quạt quạt. Thấy chưa, G này thì đừng có đi tập thể dục buổi sáng nữa. Ở nhà con nó mở nhạc ca trù cho mà tập thể dục ở nhà đi nha. Có một cái vòng ở đây này để mà tăng giảm âm lượng. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một nút mờ này. Quá là người đàn ông đã lấy vợ, biết loại vòng nào, dùng một chức năng nào luôn. Mình thì chưa có vợ nên hoàn toàn không biết nha các bạn.
nếch bài hoặc là quay trở lại về. Ui, có nếch bài trực tiếp ở trên này luôn. À, nó có nút bấm phím cứng giả là những cái ốc ạ. Đèn LED để thông báo. Đấy, thì các bạn nghĩ sao về video này của Tony Phùng và của mình thì hãy comment ý kiến ở ngay bên dưới. Vâng, cảm ơn Tony Phùng đã hỗ trợ mình thực hiện video lần này. Và nói chung là một video rất là tuyệt vời đúng không? Chỉ một vài điểm trừ về phông chữ các thứ thôi. Và cũng như là các cái điểm thì lấy nét không rõ. Thì các bạn hãy cho mình biết video tiếp theo các bạn muốn reaction của các YouTuber hay là gì. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.